Biết ai không? Gì? Biết sao không biết. Người ở ngoài dân hay trong nhà? Ừ. Ờ vậy thôi, thua. Nói thật sự với quý vị là người dân không ai lấy nữa. Thôi vô vô ngang đi. Đốt ngang đi, đốt ngang đi. Thì sao bà nói bà cúng em bà không ai dám vô lấy. Lấy hết trơn luôn. Gác tối á. Để sạch. Ờ đâu có đấy, có gác thấy á. Để gác sáng không nha. Ờ đó. Của bà để cho bà ăn cả nhà. Mình đi Mạnh Thường Quân cho gửi bà có nhiêu rồi cũng đi lấy cho bà chi. Rồi cũng họ nói thật sự cách làm gì để cho bà ăn hai bà cần để bà ăn chứ cách cái gì sữa ví dụ sữa bánh nè cần thèm ăn chứ cách gì cả. Mua bánh là về là cúng liền cho em bà ha. Ổn được chứ. Tối bữa vô nói cho à, đem ra xong giờ lấy lại tiếp tiêu. Mấy bánh mềm mềm ngon bà ăn được chứ mấy cái bánh cứng cứng bạn đâu được. Đang đầu ăn. Ờ đúng rồi, cúng cho em ha. Đừng lắm con ơi, con thấy. Ông này ông gì quên rồi, nhắc lại cái ông gì bà cụ. Hả? Ông em của bà là tên gì? Trình Nhánh. Trình Nhánh ha. Ông Nhánh là đốt, con. Đốt nhàn cho sáu nhánh nha. Có quẹt nhánh không? Ai lấy quẹt cho bà ngoại đi. Đây con lấy nha. Ừ. Nó thấy chưa? Con thấy được. Cái chai dầu đó bà để bà sức nha. Nãy con mới lụm dưới đất lên đó. Sức đi. Đây là hạt. Ừ. Cái dầu nóng đó nha. Về để sức mà có mỏi gì đó rồi bà thoa lên. Bà đi hành nghề ngoài đó về bà tối bà tha vô. Đi con đốc con trời ha. Chú sáu nhánh ơi mà chú giữ mấy cái bánh của bà nha chứ mỗi lại mà tụi con lại là bánh chút xíu bánh mất tiêu à. Bánh rồi thùng nước gì mất tiêu chứ chú nhánh phụ hộ giữ giùm cho bà nha. Chứ mấy bánh để cho bà ăn mà cứ lấy hoài. Thiệt rồi bà có sức khỏe nha. Rồi. Đó, ai mà lấy là không có cho lấy nha chú nhánh đâu. Có bữa con bữa phụ ra ra được rồi vậy ha. Hành nghề. Rồi mấy cái nón rồi sang rồi. Cái nón kết nó bền. Ôi nay có bảo hiểm mới kìa. Nay có nón bảo hiểm nữa. Để mốt con mua mấy cái nón mới cho bà. Rồi bà độn cái quần cái nè. Sao trái cây có dao con gọt cho ăn để lấy hết trơn rồi. Vào đầu. Ngồi giống nha chơi bà cụ. Ngồi giống đi, ngồi giống chơi đi. Cảm ơn con nha. Vô ngồi chơi đi, tụi con lại lâu lâu thăm lần mà thấy. Thôi nhỏ nó lớn nghe nghe. Rồi, ngồi đi. Bà tới kìa. Bà tới, bà ra tới kìa. Ra tới kìa. Bà tới con có vậy hoài nha. Rồi ngồi đi, nói chơi chứ ngồi đi, ngồi đi. Ngồi chơi đi. Nói vậy chứ ra tới. Tụi con lại hôm nay bà thấy vui không? Vui. Vui ha. Chọc chọc chơi chứ không lẽ tụi con không lo nổi cho bà tôi khỏi bà ăn mà bắt bà bao chọc chơi thôi chứ. Bây giờ con bẻ cái bánh cho bà ăn nha, ăn liền đi để dần hồi dẹp nữa đó. Thì ăn được hay lúc nào hay lúc đó. Thiệt mình lại mấy lần rồi lúc nào bánh mua nhóc hết trơn lại ấy hết trơn của bà luôn. Nhà bà cụ sẵn đây nè, mà hổm chuyện qua có chị Sophia coi bà thấy thương bà cho bà 200.000 nè bà giữ dạ, giùm con ha nè còn nghiệp nó hết chứ không nè, nè. Cảm ơn chị Sophia nha đó, tặng cho bà cháu cụ. Sophia tặng cho bà cháu rồi bà có gửi gì gửi lời tới chị Sophia bà gửi lời đi rồi hạnh con hạnh nó ha. Thương hết sức luôn ha. Ai tặng tiền cho bà nữa. Chị Sophia tặng cho bà cụ 200 ăn bánh. Vô bánh rồi ha. Thương hết sức luôn. Mời kêu ông 10 ông vô kiểm tra nha. Mất là không mất không cho nữa đó. Con kêu chú 10 vô á nè. Mà ăn ăn liền ngon á, mềm dễ ăn nè. Hôm bữa là mua bánh này mấy bịch luôn phải không? Nhiều lắm. Bánh này dễ ăn cho bà ăn trơn luôn trời. Đặt mua cho ngoại ăn Tết á. Kỳ cục thiệt chứ mấy người này. Không mượn giữ luôn nha. Dạ mà bà ngoại mà ngày mai con kêu ông Mười vô ha. Mà bà ngoại mất hết tiền rồi là mai mốt con không ghé nữa nghe. Bây giờ nữa, mình nha. Nói đây nè cô cái người nào mà giữ có nghe thì trả lại cho bà để bà ăn nha. Chứ không có mai mượn ở đây mượn giữ chứ á. Để chú Mười chú vô chú coi á. Hôm bữa giờ là hết nước chú Mười chú có đem vô cho bà không? Có. Nước này mình gửi ngoài chú Mười cho á. Chú Mười ra vô không coi giùm. Để cho bà ăn. Nãy quên hỏi ông Mười còn mấy thùng nước. Một bà uống đâu có nhiều hết ăn đi. Bánh ngon không? Bánh im không? Mềm ha, dễ ăn ha. Uống miếng nước không? Lấy nước. Uống nước uống xì tin không? Làm cái đi. Nè bà ăn đi. Ăn đi mà. Ăn đi. Con ăn cái gì con cứ nhiều con kêu nghe vậy. Nó được con vô. Tự nhiên đi mà. Ăn đi. Bánh. Ừ. Ở cụ. Cái thằng ở trong cũng vậy. Trong lô cô. Cũng hai thằng tay trắng
Ăn đi, ăn đi. Bà ngoại ăn bánh đi, ăn bánh đi để nó. Không ăn là tụi con dặn tụi con về đó. Có bụng ôm có mạnh giọng hả? Mình ăn bụng giọng ha. Mạnh giọng cái ăn. Ăn cái giọt chứ. Ai rồi. Vậy à. Ừ, ngoại cái xương ngon không ngoại? Ừ, ngon ha. Ở đây con thấy hồi ừ. Cái thằng nó chổng cũng vậy đó. Ăn đi. Ừ. Điều chổng nó đi mặn dữ lắm. Nãy giờ đã mặn hồi ô cất nhà còn hai cái nhà khác chạy sắp tính bắt cụ về rộng mà cụ không có về thằng này nó không cho nhánh nó không cho đi không cái đầu phải dễ đâu trời. Trời ơi, chào bà cụ ăn ngon quá ha. Cái này là khoái rồi à. Ngon rồi à. Còn dữ không? Ăn đi, bà ăn cứ ăn thoải mái. Bánh này bà ăn được không? Được con. Ngon ha. Dễ ăn ha bà cụ. Nó mềm. Mềm ha. Ăn có cần uống nước gì thêm không? Thôi bà ngồi đi chút con múc cho. Uống nước ngọt hay uống nước lọc? Nước gì cũng được hết trơn. Rồi đi đây. Để con lấy cho bà cứ ngồi đi. Lấy nước ngọt á. Rồi nay con cháu lại thăm bà rồi bà có ngồi đi, ngồi đi. Có mua gì đãi cho con cháu không? Có gì đâu, có vậy à. Có gì hả? À, có gì cho con ơi. Dạ. Rồi. Cái đầu giờ nó hết ốc hết. Ừ. Thôi con thấy đi mà chợ con thấy không? Nay thì nghỉ một bữa ha. Nay đây chắc ở Vĩnh Long thì bà cụ này chắc cũng nổi tiếng ha. Dũng Liêm là ai cũng biết bà ha. Chợ bà thường đi là chợ gì con quên rồi. Nè nè nè, uống miếng cho nó. Chợ gì bà cụ? Cầm nha. Đây hả? Chợ đúng rồi, chợ Vũng Liêm luôn ha. Đó, anh chị nào có đi chợ Vũng Liêm là gặp bà cụ á, bà cụ thường xuyên đi đó đi chơi đó đó. Bà cụ ăn thấy thương. Nó mấy đứa nó nghe còn ghé trời cái nó mừng hết sức rồi. Con biết chị không? Dạ. Đánh cho này. Cái gần cậu. Vui không? Hôm nay thấy vui chưa? Thấy vui. Ừ. Thấy rồi. Đồ uống miếng đi, uống ăn. Thấy rồi nghe thấy chứ kìa. Nó còn ở chợ con thấy hả? Học kinh mà nó còn không ăn, con biết nó để gì cho cụ rồi con biết. Ừ, ghé cho bà ngoại ha, ghé cho ngoại ăn ha. Ừ. Ôi, thương không con à. Thương ha. Như nó mặn ngoài đó đó. Dạ. Thiều cái hồi ôi biết bao nhiêu chạy đây nè. Vậy con cháu rảnh là con cháu lại thăm nhà bà được không? Được. Cũng tiếp chứ ha, ai cũng tiếp ha. Ừ. Dạ. Ai thấy con thiệp lắm con ơi. Dạ. Giờ con không có gì con tặng cho bà bánh được không? À, thôi vậy con về ăn để ăn mấy anh con ăn với dạ. Cậu được con. Rồi giờ mà cô uống cái thương luôn. Trời ơi uống kìa. Bà thích uống nước ngọt không à? Đúng. Ghiền ha. Ghiền ha lại ha. Không có gì mà qua nó số 1 ha. À, không có cái gì kìa. Bằng cái này rồi đó. Đâu làm hơi nữa coi, làm hơi nữa coi. Trời ơi, đã kìa. Quá thì ngon. Quá đã rồi ngoại ơi. Từng hiểu cái cô, cô nghe nói mà cô tìm mấy ngày hả? Thấy được nghiệp hết chứ. Dạ. Có hôm bữa lại thăm bà nhưng mà bà đi đâu chơi con đâu gặp bà đâu. Đi về nhà hả gì? Bà về nhà hay sao? Bữa trước ha. Dạ. Bà cụ cũng đi trùng lum vậy đó. Đi vòng vòng ha. Chứ không có nhà. Dạ. Nhà vậy vậy hả? Mát á, chiều cái gió mát giờ này nó nhà nước cho là. Dạ, nhà này thì ở trong thì lợp lá, ở ngoài thì tôn. À đó. Dạ.
ngày nước cho ha con. Nay thì bà cụ mới ăn bánh canh về. Bữa hổm là ăn phở. Làm cái chầu cho bà cụ dựng tôn là người ở ở trong lá nhưng trong mà ở ngoài tôn nha anh chị, hổm hôm là có hỗ trợ bà cụ dựng lại mấy lớp tôn này cho kiên cố rồi chứ hổm là... là hôm đó là làm luôn cái nền này á, nhưng mà tại vì đất này của người ta cho nên là không làm được. Bà cho vậy là được rồi, bà cho lớp bà chỉ cho vậy kiên cố ấy thôi chứ không có kiên cố được. Vậy là quý lắm rồi. Vậy là ok rồi. Bây giờ ông bả cho luôn à. Cho luôn không? Cho luôn ha. Luôn hả? Ờ cho. Thấy không nghe? Để qua hỏi bả nghe. Để con qua ảnh hỏi à. Ờ hỏi. Hai con người bả. Thì bà chủ nói chung là cho bà tới bà cầm mà hết tuổi xế chiều thôi. Bây giờ lại ấy nữa. Là bả chính xác phải không? Lấy lúc đó có bà không? Đi chợ đi. Lấy ai mượn lấy hoài hết trời. Sữa đồ mấy cái hộp sữa để cho bà uống rồi chứ lấy gì sao mà uống. Ngó kỳ. Bà uống không nước đá luôn ha bà cụ. Có đồ uống cái thùng bữa trưa để nước đá. Trời ơi uống không vậy ha. Ngộ quá. Ngon không? bà thấy cảm giác ăn ngon không? Ngon. Ngon ha. Bà không có ăn thì để vậy cho bạn lấy. Vậy cái anh em con giờ người cái buồn ngủ. Cậu ngủ ha. Nhưng mà bữa nay hứa là không đi nghỉ ngày hôm nay nha. À, nghỉ ngày mơ cái vậy. Ngày hôm qua cái bà cái chị chủ quán ngoài kia nói là bà đi 4 lần trong ngày luôn cả nhà. Đi là xin cải rồi để đâu cho ai mà xin dữ vậy? Rồi. À, cho. Rồi đâu rồi? Để dưới đó rồi cho rồi. Đem như nhạn dâu ha. Để cho vòng vòng ngang đi ngang người ta cho. Không biết cũng như con có cái gì con cho cụ ghê á. Nãy mà bữa khách vô chào mày luôn á. Lấy ra đưa cho con. Nè mời đây nè. Nãy mời vô là có người vô chào ngoại luôn nè. Ngoại có sở thích là uống nước ngọt ha. Nhưng mà hổm anh em cũng có hỗ trợ mua cho ngoại cái phích rồi. Mua cái phích đựng đá luôn lấy nữa rồi. Ngộ sao cái người ngộ quá. Hay là vậy là BK rồi được không? Chắc chịu không? Khỏi rồi. Không biết mới like này đầu tiên. Tối mình BK cho. Con cháu lại thăm bà vui ha. Ai lại cũng vui hết ha. Trời ơi mừng quá trời luôn ha. Ôi mừng lắm con ơi. Dạ. Con. Bà vừa ăn xong một cái tô bánh canh rồi nha cả nhà. Tô bóng này bà ngoại. Hả? Kết thúc nữa. Mấy đứa nó đi ra. Trời ơi. Cái gì? Ở ngoài khách quá trời luôn nè. Anh này mới chơi TikTok anh không biết. Vậy hả? Vậy là xong hả? Mời khách chưa nhóc. Mời khách lên lại nhóc. Thấy được cũng nuôi cái nhiều gà ngon ha. Dạ. Không thấy được. Còn cái hàng kia ở trong lò kho. Ngon không bà cụ? Ngon không? Ngon ha. Hàng kia trộn nghiệp nó cũng lâu lâu cái nó cũng đi ngang đây nó cũng cho. Dạ. Thấy cũng... Ngoại ơi. Mà chào khán giả, cái khán giả đang coi ngoại nè. Chào khán giả cái. Chào các con. Chào các con, ngoại chào các con. Nói đi bà ngoại chào các con. Bà ngoại chào các con. Chào hết trơn. Mấy chị em chào hết ha. Giờ vui vẻ ha. Dạ. Mừng cho có cái công năng nhiều. Dạ. Ăn xuống cụ. Rồi, cảm ơn bà ngoại nhiều. Bà ngoại chúc con cháu nhiều sức khỏe ha. Đặng có ngân hả ngoại? Trời. Có ngân nè. Bà ngoại ở đây nè. Thương lắm con ơi. Đây là bà ngoại thương lắm á. Hồi ở đồng nghiệp cái cô hết sức cũng mà cô nghe mà cô tìm tới đây. Dạ. Bà ngoại có thương con không? Hả? Bà ngoại có thương con không? Thương chứ không thương vậy chứ mày đi tới đây rồi còn gì nữa. Còn cái kia mới đầu tiên mà. Bà ngoại là sở thích là uống xì tin với ăn bánh. Nói chung là bà ngoại thích vậy đó. Cái gì không thích thì thích bánh với xì tin thôi. Vậy ha. Vậy ha, rồi ha. Cái gọi đòi gì hả con? Ở đây bà nằm có bị nóng lực không bà cụ? Hả? Bà ngoại nằm ở đây có nóng lực gì không? Nóng chứ. Nóng ha, còn mà mùa quen chưa? Quen rồi con. Dạ. Quá còn hơn.
Sao không con mang cái gì con cũng kêu nó nghe. Không biết đâu. Này phải không? Này hả? Ở trên. Ở đó đó. À. 16 người đó. Ở 16 đó phải không? Ở trên này này. Bị lỗi gì rồi. Này mình mới có tập tành like TikTok bây giờ không biết. Like không gành à. Không gành. Like bà cụ chia sẻ. Tham gia thấy tham gia quá trời này mà không thấy nổi lên nè. Đó. Chia sẻ lên anh chị ơi. Cái trống trống khô hoặc trống gì á cho anh là nhóc đó. Rồi bà cụ năm nay nhiêu tuổi bà nói lại cho khán giả ta nghe đi bà cụ. Hả? Năm nay bà nhiêu tuổi? Trăm mấy à? Trăm mấy hả? Ừ. Nhẹ ghê. Nhẹ ghê. Mà không có thấy được. À, mà ông bị cũng như kiểu lớn tuổi rồi. Trăm mấy mà ngày bộ là mười mấy cây số đó. Đâu đây mà ở mà Vũng Liêm. Có bữa đi qua mấy bên cậu á. Cậu đó không? Dạ dạ. Đi ra nghèo á rồi ra kêu qua. Rồi nước mình qua. Dạ. Đi qua cái cậu ngộp hết nè. Ăn đi, ăn xong đi rồi hả nói. Cậu. Có mèo quậy vô coi nữa nè. À, này giống mèo quậy nè. Nãy biết nói gì mà bị TikTok hạn chế à. Nãy nói chúng gì biết TikTok hạn chế à. Lần đầu tập like mà. Bánh ngon không bà? Bạn thấy thương quá. Hello mèo quậy nghe. Mày vậy hả? Chú TikTok này khó quá. TikTok này mới chơi không biết anh chị ơi. Mới thấy ông Tám lâu quá mới thấy mèo quậy nha. Chào tất cả anh chị nha. Anh ăn ấy cho nó phù hộ nắng cho có tiền có ăn nhiều. Dạ bà chia sẻ coi cho con cháu biết là bà làm sao mà sức khỏe mạnh khỏe nè. Cụ cụ hả? Ừ. Ở đó vậy chứ đâu có gì. Hàng ngày bà ăn cơm với gì nè? Cơm với muối đâm. Cá khô khô. Cá khô khô ha. Trời cá khô khô. Cá đồng bay á nha. Chí á nha. Trời ở đâu bà có mà khô 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 mà bà ăn? Cho. Ai cho? À. Mấy anh chị hàng xóm nào cho thương cho ha. Hưởng nghiệp á. Hưởng nghiệp bả cho. Chứ cũng ta dễ gì. Dễ gì đâu bả được. Thèm hả bà ngoại? Thèm nước đó hả? Nước lọc không chịu uống hả? Không phải nãy em nói uống ít nha. Thèm mà thèm này nè. Dạ. Cái này nó khoái lắm. Rồi bà có khoái uống đá không? Hả? Uống nước đá được không? Được mà. Không có phích nha. Mà không cho rồi bà cất đâu vậy? Không biết rồi đồng khơi. Giờ không có cho bà giờ cái gì hết trơn á. Cho cũng không còn đó. Thôi. Cho rồi là ai lấy chừng. Cho bà cũng không còn và không cho bà gì hết. Thôi vậy được rồi con. Lâu lâu con làm khổ vậy rồi bài. Dạ. Không cho con mặn cho có tiền nhiều ha. Dạ. Chút con về bà buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà vậy mà nó biết á nha. Còn cô nữa, còn cô nó hai bữa nữa là cũng ghé nữa. Rồi có gì ghé thăm bà ha, lâu lâu con ghé lại thăm bà. Lâu. Tao thấy thương quá trời luôn. Nhớ không, nhớ cái clip ăn phở không? Nói bà ăn phở thấy ngon quá trời đó. Bà thì sống ở đây có mình nên nè. Thường ngày là mấy giờ sáng bà đi? Sáng mấy giờ bà đi? Sáng giờ mình thấy ở dưới giờ mình thấy mình bước rồi đi à. Là thấy yêu cầu là thấy cái đường đan là thấy đi ha. Vậy. Dạ. Trời ơi thấy thương không? Đi bộ vậy đó, đi tới mãi luôn á con. Dạ, đi tới chợ luôn ha. Đi cách đây cũng mấy cây cả nhà. Đi bộ không đó, à? Từ đó mà tới cây đi bằng giò không thôi. Công ty heo á con. Ở đây thì bà còn mang dép á, chứ bà đi ra chợ rồi là bà bỏ dép không à. Đó đúng rồi bà cụ. Đó
đợt trước cái dép của bà mỏng lét luôn á cả nhà. Anh em ở đây thấy từng cho á. Bưng rượu các bạn chủ đất bác cho dạ. thương bà ta cho bảo nhờ cái mà không chứ không còn nữa. Cái này hơn nữa ông đó rồi hả con dạ từ đảng mà tới cái này cho bà ở mặt tiền luôn rồi còn gì nữa muốn chết ai cũng là nó có mình cụ vậy chưa có ai được dạ. Rồi, mình cũng xin kết thúc live tại đây để cho bà cụ nghỉ ngơi xíu ha cả nhà. Anh này có dịp ghé thăm lại bà cụ 102 tuổi ha. Anh chị nào mà muốn thăm bà thì cứ việc đi ngang đây thì cứ ghé. Không cần phải cho nhiều đâu. Bà ăn vài cái bánh bông lan hay là vài chai nước ngọt là được rồi. Chừng hai chai cũng nó đó chứ không có cần cái gì phải nhiều. Đừng có cho gì nhiều hết. Bà cụ cũng không có nhận nhiều đâu. Rồi con. Dạ. Rồi xin chào cả nhà ha. Dạ. Con chào bà luôn nha. Thương con. Dạ.